ITA 2022, một năm nhìn lại. Năm 2022 là một năm mà ITA và toàn thế giới vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do hậu quả của dịch bệnh COVID-19 gây nên, ảnh hưởng tới một số hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song, với sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên, ITA đã vững vàng vượt qua đại dịch với nhiều điểm sáng ấn tượng. Doanh thu năm 2022 tăng trưởng vượt bậc, trên 30% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động của công ty tăng lên 40 người tính đến hết năm 2022. ITA đã và đang phát triển song song hai mô hình thương mại và sản xuất nông nghiệp. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản phẩm giống lúa, sự phát triển vượt bậc của sản phẩm rượu đất cảng, bước đầu hợp tác, phân phối sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Hải và một số lĩnh vực khác. Với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo, hứa hẹn mang đến những bước tiến mang tính đột phá cho ITA, gia tăng hệ thống nhà phân phối với hơn 200 đại lý. Các sản phẩm của công ty được khách hàng tiếp cận và tin dùng tại rất nhiều tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Bước vào năm 2022, ITA phát triển với một diện mạo mới, sẵn sàng cho những thay đổi quan trọng. Bước đầu cho giai đoạn chuyển mình là sự ra đời của trang web quốc tế.net và trang fanpage Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại Quốc tế, bộ nhận diện thương hiệu trên nền tảng điện tử và các ấn phẩm truyền thông, cho ra mắt video giới thiệu công ty. Đồng phục công ty được chú trọng và ứng dụng đồng bộ như được tiếp thêm tự tin, diện mạo mới tạo sự chuyên nghiệp, mở rộng văn phòng, nhà xưởng sản xuất, chuyển mình về chiến lược nhân sự, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy sáng tạo và hiệu quả. ITA đã không ngừng chuyển đổi để kiến tạo giá trị, mang tới những sản phẩm mới, đón nhận những cơ hội và thách thức bằng một tâm thế hoàn toàn mới. Các hoạt động nổi bật của ITA trong năm 2022. Tập thể ITA đã nỗ lực không ngừng nghỉ và đạt được những dấu ấn quan trọng. Giải thưởng vinh danh của Hội Nông dân thành phố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Ngày 29 tháng 9 năm 2022, ITA vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ với chủ đề nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất hạt giống lúa lai S1 và lúa thương phẩm từ giống lúa lai 2 dòng HIT108, năng suất, chất lượng cao tại Hải Phòng. Tiếp tục ký kết hợp tác, phát triển với Công ty Cổ phần Nông nghiệp giống Trung ương, thí điểm sản xuất giống lúa lai 2 dòng HIT108 và mở rộng sản xuất giống lúa thần N24 tại Quảng Nam. Ký kết hợp tác phát triển với VLCH để phân phối giống lúa lai 2 dòng HIT108 và giống lúa thuần N24. Đón tiếp thành công các đoàn đại biểu về thăm công ty, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của tập thể cán bộ công nhân viên, công ty đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng và đối tác để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh. Mở rộng hệ thống nhà phân phối, hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại các tỉnh thành phố trên cả nước, tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia các gian hàng giới thiệu và trưng bày sản phẩm, tổ chức thành công buổi lễ ra mắt sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Hải. ITA tăng cường những hoạt động xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng, xanh trong không gian trụ sở làm việc, tiết kiệm năng lượng, sạch từ vị trí làm việc cho đến nhà xưởng văn phòng, sáng là trong khuôn viên làm việc và hơn hết là sáng trong sáng tạo, suy nghĩ, hành động để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Điều làm nên thành công của ITA như ngày hôm nay chính là những quyết sách chính xác, kịp thời, sáng tạo của giám đốc công ty. Ban hành các quy định an toàn trong lao động, an toàn trong phòng chống dịch và an toàn trong sản xuất. Chú trọng đào tạo nguồn nhân sự cho sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong công tác quản lý và chăm sóc khách hàng. Quan tâm khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Tập trung thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ dành cho người lao động. Tổ chức sinh nhật mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 và du lịch. 2022,
hành trình 365 ngày đã qua. Những thành tựu quan trọng trên là thành quả của sự chuyên tâm theo đuổi mục tiêu, linh hoạt trong phản ứng và sáng tạo, đoàn kết của cả tập thể ITA cùng nhau tạo dựng nên. Nhìn lại một năm hoạt động của ITA, xin gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động vì sự nỗ lực, gắn kết và tinh thần làm việc tuyệt vời. Đây chính là động lực giúp công ty vững vàng vượt qua khó khăn bủa vây, vững bước trên tiến trình phát triển. Bước sang năm 2023, ITA sẵn sàng chào đón những thử thách mới, thực hiện mục tiêu, mở rộng quy mô, đặc biệt phát triển mảng thương mại dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái đa dạng của mình. ITA là một tập thể đoàn kết, vững mạnh,